Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai, ngày 9 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018. Hội đồng nhân dân các huyện Ân Thi, Phù Cừ và Mỹ Hào họp kỳ thứ 5. 6 tháng đầu năm, tỉnh ta thu ngân sách đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty nước sạch Ngọc Tuấn bảo đảm cung cấp nước sạch theo quy chuẩn QCVN01. Xã Mễ Sở, huyện Văn Giang có 2 điểm để thanh thiếu nhi học bơi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018. Sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đánh giá kết quả thực hiện phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao kết quả mà các cấp hội phụ nữ đã đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp hội tập trung triển khai thực hiện nghị quyết Trung 6, Trung ương 7 khóa 12, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, làm tốt công tác giám sát phản biện xã hội, nhân rộng các mô hình đã có, nhất là công tác bảo vệ môi trường, tuyên truyền vận động thành lập hợp tác xã kiểu mới. Đẩy mạnh xây dựng mô hình 503 sạch, phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang, làm tốt công tác tuyên truyền hội viên và gia đình hội viên. Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 và phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Ân Thi khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và mục tiêu nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, biểu dương những kết quả mà huyện Ân Thi đạt được trong thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, trong xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý đất đai, việc thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh và tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút các dự án vào đầu tư, đẩy mạnh quy hoạch các khu công nghiệp. Về những nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, huyện Ân Thi cần đoàn kết, đồng lòng khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, tuyên truyền nông dân chuyển đổi theo quy hoạch, thực hiện nghiêm kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện tốt phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng, tập trung chỉ đạo thi công các công trình giao thông theo kế hoạch, triển khai thi công các công trình xây dựng mới, tăng cường công tác quản lý nhà nước về thu ngân sách trên địa bàn. Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, công tác khám chữa bệnh, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Hội đồng Nhân dân huyện cần tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp, các cuộc giám sát, dành thời gian hơn nữa đối thoại với dân theo đúng tinh thần, gần dân, sát dân để nắm bắt và hiểu được tâm tư nguyện vọng của người dân. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Phù Cừ khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đến dự có đồng chí Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện Phù Cừ đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng 22%, thương mại dịch vụ tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu ngân sách đạt 327 tỷ đồng. Trong xây dựng nông thôn mới, số tiêu chí đạt bình quân chung của toàn huyện là 17,4 tiêu chí trên xã, có 6 trên 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 6 tháng cuối năm, huyện tập trung phát triển kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm đạt trên 12,5%, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác trong nông nghiệp, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Cũng sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Mỹ Hào đã tổ chức kỳ họp thứ 5 khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2020. Dự kỳ họp có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 6 tháng đầu năm nay, huyện Vĩnh Hào đã có bước phát triển toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng được đảm bảo, tổng thu ngân sách đạt gần 629 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ ngân sách địa phương đạt trên 402 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ họp đã thông qua 3 dự thảo nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2017, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018 và kết quả giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện với đề án phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Tuyến đã biểu dương những thành tích mà huyện đã đạt được và đề nghị huyện cần thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân của các cơ quan địa phương trong huyện, lắng nghe, nắm bắt và tổng hợp những ý kiến cử tri, trên cơ sở đó làm tốt hơn nữa chức năng người đại biểu Hội đồng Nhân dân. Chương trình thời sự xin được chuyển sang những thông tin về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, đến hết ngày 30 tháng 6, toàn tỉnh đã thu ngân sách đạt trên 5.500 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ và đạt trên 46% so với dự toán. Trong đó, thu nội địa trên 4.000 tỷ đồng, thu từ hải quan gần 1.500 tỷ đồng. Các khoản thu sắc thuế có số thu đạt cao là thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất, thu thuế bảo vệ môi trường. Một số doanh nghiệp nộp thuế cao là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Bia rượu nước giải khát Hà Nội 194 tỷ đồng, Công ty Cổ phần May Hưng Long 2 175 tỷ đồng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dây cáp điện ô tô Sumiden Việt Nam 63 tỷ đồng, Viettel Hưng Yên 63 tỷ đồng, Công ty Lavi 61 tỷ đồng, v.v. Trong thời gian qua, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động tích cực tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương nhiều giải pháp chống thất thu, khai thác hiệu quả nguồn thu và tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách, đồng thời kết hợp với ngành chức năng tăng cường thanh tra kiểm tra chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh xăng. Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế bảo đảm tuyên truyền đúng chế độ chính sách và kịp thời hỗ trợ người nộp thuế trong việc giải đáp các vướng mắc phát sinh. Bên cạnh đó, ngành duy trì thực hiện tốt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, hướng dẫn người nộp thuế sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai nộp thuế qua mạng, đăng ký người phụ thuộc cấp mã số người phụ thuộc, kê khai nộp thuế điện tử. Hòa Phát là tập đoàn kinh tế đa ngành nghề, sớm đầu tư xây dựng khu công nghiệp Phú Núi A trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Hiện nay tập đoàn có nhiều công ty hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh, nhiều năm liền là doanh nghiệp có số thuế nộp cao nhất so với các doanh nghiệp khác trong tỉnh. Tính trong 3 năm 2015, 2016 và 2017, tổng số thuế các công ty thuộc tập đoàn Hòa Phát nộp vào ngân sách nhà nước tỉnh là hơn 3.300 tỷ đồng, bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, hải quan. Với kết quả nổi bật đó, trong nhiều năm liền trở lại đây, Hòa Phát là doanh nghiệp dẫn đầu tỉnh về nộp thuế với nhà nước. Số thuế nộp của Hòa Phát hàng năm chiếm 40% tổng số thu thuế từ khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh và chiếm 12% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. 6 tháng đầu năm 2018, các công ty thuộc tập đoàn Hòa Phát nộp ngân sách nhà nước tỉnh gần 500 tỷ đồng. Điển hình là chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ống thép Hòa Phát, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thép Hòa Phát Hưng Yên, Công ty Cổ phần Nội thất Hòa Phát, Công ty Điện lạnh Hòa Phát. Trong thời gian tới, tập đoàn tiếp tục mở rộng quy mô và lĩnh vực đầu tư vào tỉnh như đô thị, bất động sản, sản xuất thép sẽ góp phần tăng số nộp thuế cho nhà nước, tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động các địa phương. Xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, hiện còn trên 400 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp nhưng người dân không đến nhận, mặc dù địa phương này đã vận động thậm chí là viết giấy mời các hộ dân đến nhận.
Theo cán bộ địa chính xã cho biết, đây là toàn bộ giấy chứng nhận được cấp lần đầu mà theo quy định khi nhận các chủ hộ phải nộp tiền trước bạ bằng 0,5 giá trị thửa đất tính theo giá sàn tỉnh quy định. Trong khi đó, người dân lại cho rằng thửa đất của họ là do cha ông để lại nên không việc gì phải nộp tiền. Trước thực tế này, xã đã tuyên truyền gọi các hộ lên nhận, thậm chí là viết cả giấy mời gửi đến chủ hộ, nhưng cũng chỉ các hộ có nhu cầu giao dịch chuyển nhượng cho tặng tách thửa đến làm thủ tục nhận. Đến nay, xã Phùng Hưng mới cấp được trên 1.600 giấy chứng nhận, trên hơn 4.000 thửa cần cấp. Đây cũng là địa phương có tiến độ cấp giấy chứng nhận chậm của huyện. Thiết nghĩ địa phương cần tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ về quyền lợi gắn liền với nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Những năm gần đây, nhiều hộ dân thôn Ngọc Trúc, xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ xây dựng trang trại nuôi thỏ cho hiệu quả kinh tế cao, tiêu biểu là gia đình chị Phạm Thị Thủy mỗi năm cho thu lãi hàng trăm triệu đồng. Gia đình chị Thủy bắt tay vào xây dựng trang trại nuôi thỏ từ năm 2015. Chị nuôi bình quân khoảng 600 con, thời kỳ cao điểm có thể lên đến hàng nghìn con. Đây là con vật dễ nuôi, thức ăn là các loại lá cây, củ quả có sẵn trong gia đình. Chị Thủy chú trọng cho ăn đa dạng các loại, đảm bảo thức ăn sạch ráo nước, tránh tình trạng thức ăn ẩm mốc lên men làm thỏ bị tiêu chảy. Bình quân thỏ nuôi 3 tháng là có thể xuất bán với trọng lượng khoảng 2,5 kg. Với giá bán bình quân là 75.000 đồng 1 kg thịt thỏ, trừ mọi chi phí, chị Thủy thu lãi khoảng 150 triệu đồng mỗi năm. Chương trình thời sự sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Vào khoảng 2 giờ ngày 9 tháng 7, trong lúc đang truy bắt đối tượng chở động vật hoang dã, hai xe ô tô của lực lượng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã bị đối tượng chống đối đâm mạnh khiến hư hỏng nặng. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có xe ô tô mang biển kiểm soát 38C-7586 chở động vật hoang dã đang di chuyển qua khu vực phà Bể Sở, huyện Văn Giang. Ngay lập tức, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Kinh tế PC-46 Công an tỉnh đã tổ chức vây bắt. Trong quá trình vây bắt đối tượng cùng tang vật, lái xe đã tổ ra và cho xe đâm trực diện vào hai ô tô của lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Cú đâm mạnh khiến cả ba phương tiện đều hư hỏng nặng. Sau đó, đối tượng đã bỏ lại xe tại hiện trường và trốn tại khu vực bãi khai thác cát thuộc địa bàn xã Bể Sở. Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an huyện Văn Giang và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy bắt đối tượng. Khám xét xe ô tô 38C-7586, cơ quan công an thu giữ được một lượng lớn cá thể TT và nhiều biển kiểm soát giả. Trong đó, có một số biển kiểm soát của cơ quan nhà nước. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và mở rộng. Trong khi nhiều địa phương thiếu nơi để trẻ học bơi thì ở xã Bể Sở, huyện Văn Giang, có hai địa điểm để trẻ em trong xã đến học bơi phòng tránh tai nạn đuối nước. Cứ vào dịp hè hàng năm, bể bơi của nhà ông Nguyễn Văn Trung ở thôn Phú Thị lại thu hút đông đảo trẻ em và thanh thiếu niên trong xã Bể Sở đến tập bơi và vui chơi. Nhận thấy trẻ em trong xã không có chỗ để tập bơi, ông Trung đã xây dựng một bể bơi trong khuôn viên nhà mình, tạo điều kiện cho trẻ em có nơi tập bơi thuận lợi và sạch sẽ, giá cả lại phải chăng. Ông Trung còn tổ chức các lớp dạy bơi giá chỉ 250.000 đồng một tháng. Ngoài bể bơi nhà ông Trung, trong xã Mỹ Sở còn có một bể bơi thông minh của nhà ông Nguyễn Quang Trịnh, cũng là địa điểm tập bơi ưa thích của trẻ em trong xã. Bể bơi thông minh có ưu điểm là có hệ thống lọc nước tuần hoàn, xử lý nước hàng ngày nên đảm bảo vệ sinh, đồng thời có độ sâu phù hợp với lứa tuổi từ mầm non đến thiếu niên. Xã hội hóa xây dựng các bể bơi an toàn và sạch sẽ đã giúp cho tỷ lệ trẻ em và thanh thiếu niên trong xã Bể Sở biết bơi ngày càng cao. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Khoai Châu đã tích cực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Vì vậy, tỷ lệ người dân khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại trung tâm đạt tỷ lệ cao. Ông Lưu Văn Thành, 58 tuổi, ở xã Dân Tiến, bị suy hô hấp nặng, được gia đình đưa vào Trung tâm Y tế huyện Khoai Châu trong tình trạng tím tái, khó thở, ho nặng tiếng. Sau khi chuẩn đoán, các y bác sĩ tiến hành cấp cứu kịp thời, hiện tình trạng của ông đã ổn định. Theo gia đình bệnh nhân, việc đưa bố điều trị đúng tuyến vừa kịp thời lại vừa giảm được rất nhiều chi phí. Cái chất lượng của tuyến huyện thì cũng không thua kém gì của tuyến tỉnh mấy, cho nên là gia đình cũng chỉ yêu cầu là nằm ở tuyến huyện và cũng không phải coi là xa xôi vất vả.
nhiều người dân thay vì lên tuyến trên đã lựa chọn trung tâm y tế huyện. Đây thì nói chung là cái thứ nhất là nó thuận tiện, cái thứ hai nữa là nó gần, cái thứ ba là nó cơ bản là y bác sĩ ở đây rất nhiệt tình, tất cả nhà vệ sinh thông sạch sẽ. Trung tâm y tế huyện Khoái Châu được công nhận là bệnh viện hạng 2 từ tháng 8 năm 2015. Với quy mô gần 300 giường bệnh, khoảng 200 cán bộ y bác sĩ, trung bình mỗi ngày đón tiếp lượng bệnh nhân đến khám chữa từ 400 đến 500 lượt. Trung tâm hiện đang quản lý 141.000 thẻ bảo hiểm y tế, trong đó tỷ lệ người dân đến khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế đạt 95%. Tỷ lệ bệnh nhân nội trú chuyển lên tuyến trên chỉ chiếm khoảng 1%. Chúng tôi phải thực hiện đồng bộ rất nhiều những cái giải pháp. Cái thứ nhất là về cơ sở vật chất là phải cải tạo cho khang trang sạch sẽ, đầy đủ các cái trang thiết bị để phục vụ cho chẩn đoán và điều trị. Thế rồi về con người là phải được đào tạo liên tục để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo về cái cung ứng thuốc rồi hóa chất. Thế và một cái điều quan trọng hơn nữa đó là phải đổi mới phong cách thái độ phục vụ cho cán bộ công nhân viên y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Việc thu hút ngày càng nhiều bệnh nhân khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại nơi đăng ký ban đầu không chỉ góp phần vào việc giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên mà còn cho thấy sự tin tưởng của người dân vào tuyến y tế cơ sở. Hướng tới kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7, ngày 8 tháng 7 Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức giải vô địch cầu lông cán bộ công nhân viên chức lao động năm 2018. Với sự tham gia của gần 100 vận động viên đến từ 17 đội thuộc công đoàn công ty trong các khu công nghiệp tỉnh. Các vận động viên chia làm hai nhóm tuổi, nhóm 1 độ tuổi dưới 30, nhóm 2 trên 30 đến 60 tuổi, thi đấu ở 3 nội dung, đôi nam, đôi nam nữ theo thể thức chia bảng, đấu vòng tròn trong một lượt tính điểm trong các đội vào bán kết, chung kết. Các trận đấu tại giải đã diễn ra sôi nổi hấp dẫn với nhiều pha cầu đẹp, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất đôi nam nhóm 2 thuộc về cặp vận động viên của Công đoàn Công ty Thép Việt Ý. Các giải nhất đôi nam nhóm 1, đôi nữ nhóm 1, đôi nam nữ nhóm 1 đều thuộc về các cặp vận động viên của Công đoàn Công ty Cổ phần Đông Phong. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hiệu quả kinh tế từ những mô hình hợp tác xã kiểu mới ở huyện Phù Cừ. Phụ nữ xã Tân Dân huyện Khoái Châu làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Nông dân các địa phương cần chú ý phòng trừ ốc bươu vàng hại lúa mùa. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.